Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Chào mọi người, mình là Dũng, là kỹ thuật viên của Vida Shop. Cứ mình là một chiếc loa kéo của Agnostica Media. Nói loa kéo thì không ai là không biết về cái độ tiện lợi của nó, cũng như giá cả phải chăng mà mọi gia đình đều có khả năng sở hữu nó. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng sẽ có rất nhiều những sự cố xảy ra mà không phải ai cũng biết cách xử lý. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khắc phục những lỗi tại nhà mà đỡ phải mất công đi bảo hành hay sửa chữa. Và lỗi thứ ba ở đây đó chính là loa kéo không kết nối được với Bluetooth. Thì nó sẽ bao gồm 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do loa kéo bị yếu pin, không đủ nguồn cấp của nó. Thứ hai đó là do loa kéo đang kết nối với một thiết bị khác. Và thứ ba là chúng ta chưa chuyển qua cái trạng thái Bluetooth trên loa kéo. Và các bạn lưu ý giúp mình là trên điện thoại sẽ có những cái điện thoại bị yếu Bluetooth, thì lúc đó mình có thể kiểm tra trên điện thoại của mình. Đối với nguyên nhân do loa kéo bị yếu nguồn thì mình sẽ cắm sạc cho loa kéo và đợi khi nào loa kéo hiển thị qua đèn màu xanh thì mình sẽ kết nối lại với nó. Và đối với nguyên nhân thứ hai đó chính là loa kéo đã được kết nối với một cái thiết bị khác. Và giải pháp ở đây đó chính là chúng ta sẽ khởi động lại loa kéo, và đồng thời lúc đó loa kéo sẽ báo cho chúng ta biết là nó đã kết nối với một thiết bị khác, và chúng ta ở đây sẽ đi tìm cái thiết bị đó và ngắt kết nối với nó. Và nguyên nhân thứ ba đó chính là loa của mình chưa được chuyển qua trạng thái Bluetooth. Thì ở đây cái modem mình sử dụng đó chính là CB39, nó sẽ ký hiệu cái Bluetooth bằng chữ BL và cái đèn hiển thị ở đây. Và tùy theo mỗi dòng loa thì nó sẽ có cách hiển thị khác nhau. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vậy là mình đã đưa cho các bạn biết là ba lỗi cơ bản nhất trong quá trình sử dụng loa kéo là như thế nào rồi. Thì nếu trong quá trình sử dụng các bạn gặp những trường hợp tương tự thì các bạn có thể áp dụng ngay cái phương pháp của mình để xử lý sự cố ngay tại nhà nhé. Hoặc nếu các bạn gặp những trường hợp khác, các bạn có thể đặt câu hỏi ngay bên dưới để VDA Shop chúng tôi hỗ trợ tất cả các bạn. Còn bây giờ thì tạm biệt. Tại mỗi chi nhánh, VDA chú trọng việc bài trí sản phẩm cũng như đa dạng các mẫu mã đến từ các thương hiệu nổi tiếng để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt, VDA còn đầu tư từ 1 đến 3 phòng thử âm thanh chuyên nghiệp, khách hàng có thể test trực tiếp chất lượng sản phẩm. Thấm nhuần trong mỗi nhân viên là phương châm, phối theo nguyên lý, lắp theo âm học, đã theo chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Nói về niềm tự hào, VDA chúng tôi luôn tự hào rằng bản thân đã là một doanh nghiệp hoạt động và phục vụ khách hàng bằng chính cái tâm của người trong nghề. Minh chứng cho những nỗ lực không đâu khác chính là giải thưởng danh giá Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu Tropical Trend 2016. VDA cứ chân thành đi và mọi việc đã được đền đáp xứng đáng. Quả thật là vậy, số lượng khách hàng tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi ngày một tăng. VDA quyết định mở rộng quy mô để phục vụ khách hàng với dịch vụ hoàn hảo hơn, chu tất hơn. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.